Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Đi Rừng Làm Rẫy nha. Hôm nay tôi có một cái điều rất là thú vị muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Tình hình là tôi mới bắt được hai con cắt ké rất là lớn và tôi có nuôi được mấy con bồ cạp. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là sẽ ra sao khi tôi bỏ hai con cắt ké vào trong cái ổ bồ cạp của tôi. Các bạn nhanh chóng bấm play và bình luận ở dưới trước khi xem kết quả nha. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu cho các bạn xem. Tiến hành đi nha. Và đây là mấy em bồ cạp mà tôi đang trông nom, đang nuôi dưỡng. Bên đây, cái bên đây là từ hai em cắt ké mà tôi mới vừa đi bắt từ hồi nãy. Đây tôi sẽ bắt cắt ké to đi, to đầu tiên đi, rồi cũng số má đó, tôi sẽ bỏ vào xem thế nào nha. Và trước khi tôi bỏ cắt ké vào, cho xin phép tôi lùa hết bộ cặp qua bên, bộ cặp có bầu nè bạn. Hết bộ cạp qua bên. Rồi, tôi gạch một mức. Đấy, phân chia ra. Không ai nước sông một phẩm nước giếng. Đấy. Cũng hơi máu đấy, hơi sung đấy. Cùng. Rồi. Nước sông một phẩm nước giếng nha. Bắt đầu thôi. Đây, em cắt ké này đây. Cũng rất là sung đó bạn. Đây. Tôi sẽ bỏ em cắt ké vào đây. Xem tình hình sẽ ra sao nha. Nhớ bấm play và bình luận dưới nha trước khi xem kết quả. Đây. Dục xuống dưới. Rồi. Tôi dục dưới rồi bạn. Tiếp theo em cái nhỏ này rồi cho vào luôn. Đây chúng ta sẽ chờ kết quả ra sao nha. Nhớ bấm play và bình luận ở dưới trước khi xem kết quả nha. Chào các bạn đã quay trở lại đến sáng mai rồi. Hôm nay tôi sẽ cho các bạn xem kết quả của hai con cắt ké khi bỏ vào trong cái chuồng bồ cạp. Bắt đầu xem nha. Rất là thú vị đó. Ai đoán được chưa? Ở đây cho bạn xem sau khi tôi bỏ hai con cắt ké vào trong cái chuồng bồ cạp á, thì một thứ mất tiêu. Sáng sớm ra, mới sáng nay ra nè, tôi mới phát hiện chỉ còn đúng một cái đuôi nè bạn, đúng một cái đuôi cắt ké nè, là hai con cắt ké nó bị mấy con bồ cạp ăn thịt rồi bạn. Chắc cũng vậy, chứ chắc vì 2-3 ngày nay tôi đang cho bồ cạp nhịn đói mà. Bồ cạp có thể nhịn đói được 4-5 ngày mới cho nó ăn một lần, nên 4-5 ngày cho vào nên hai em nó đi luôn rồi. Còn cái đuôi chắc tuần sau cho ăn lại nữa. Đây là những gì tôi muốn chia sẻ tới các bạn, và cũng là yêu cầu của một số bạn đã yêu cầu tôi bắt tắc kè hoặc tắc ké cho vào chuồng bồ cạp. Các bạn đã thấy kết quả rồi đó. Và đây là kết quả khi cho hai con cắt ké vào trong chuồng bồ cạp của tôi đang nuôi. Kết quả chỉ còn đúng một cái đuôi nè bạn. Đấy là những gì tôi muốn chia sẻ tất cả các bạn về cái cuộc thí nghiệm ngày hôm nay, và cũng là yêu cầu của một số bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Tôi là Đi Rừng Mà Làm Rẫy, và đừng quên đăng ký để cập nhật các video đi bắt hoặc đi bẫy mới nhất của tôi. Nếu thứ hai đừng quên đăng ký để cập nhật các video mới nhất. Chào, hẹn gặp lại trong mấy video lần sau. Bye.